Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Thầy Huy mới chỉ cho con cách chia sẻ live stream mà vừa có hình vừa có chữ nữa. Trên màn ảnh của chúng ta đã thấy 5 câu danh ngôn về lẽ sống ở đời. Con xin được chia sẻ 5 câu danh ngôn về lẽ sống ở đời. Cuộc sống của chúng ta thì luôn luôn là học hỏi những cái điều tốt lành. Và khi chúng ta biết được những cái điều tốt lành thì chúng ta cũng sống hạnh phúc hơn. 5 câu danh ngôn về lẽ sống ở đời. Rồi chúng ta đi vào từng câu một. Câu thứ nhất, tâm hồn nhỏ không giữ được tình yêu lớn. Tâm hồn nhỏ không giữ được tình yêu lớn. Cái điều này rất là chính xác. Vì thế đối với cá nhân con là luôn luôn làm giàu tâm hồn. Làm giàu tâm hồn. Chúng ta làm giàu tâm hồn thứ nhất là qua việc cầu nguyện. Lạy Chúa xin mở rộng trái tim con. Lạy Chúa xin mở rộng trái tim con. Chúng ta cầu xin Chúa cho tâm hồn của chúng ta được mở rộng. Rồi chúng ta mở rộng tâm hồn của chúng ta qua việc thực thi lòng bác ái. Tâm hồn của chúng ta hẹp hòi nhỏ bé quá thì chúng ta không thể nào có được một cái tình yêu lớn. Chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu của chúng ta. Ngài có một tâm hồn rộng mở nên tình yêu của Ngài ôm trọn cả nhân loại. Hay là mẹ Maria. Rồi chúng ta nhìn vào tấm lòng của cha, của mẹ. Chúng ta cũng thấy rằng cha mẹ là những người có một tâm hồn lớn. Chính vì thế mà các ngài cũng có một tình yêu lớn. Còn những người ích kỷ nhỏ nhen sẽ không bao giờ có được tình yêu. Vì thế chúng ta hãy tập sống quảng đại. Chúng ta hãy tập sống quảng đại. Càng sống quảng đại thì chúng ta càng xứng đáng đón nhận được những tình yêu lớn. Khi chúng ta sống quảng đại, chúng ta có tình yêu lớn thì chúng ta cũng đón nhận được tình yêu lớn. Chứ tâm hồn của chúng ta hẹp hòi. Chúng ta nhớ lại câu chuyện của Chúa Giêsu kể là có một người nợ ông chủ 10.000 yến vàng. Đến xin ông chủ tha cho ngay. Thế nhưng mà khi đi ra ngoài đường thì vừa ra ngoài cổng thấy người ta nợ có 100 đồng. Thế cũng bóp cổ đòi cho bằng. Thế thì cuối cùng thì anh ta cũng chẳng được tha thứ. Bởi vì ông chủ nói rằng là ta đã tha thứ cho ngươi mà tại sao ngươi không biết tha cho người khác. Tâm hồn của ngươi hẹp hòi như thế thì làm sao mà ngươi đón nhận được sự tha thứ của ta? Thế thì nếu tâm hồn của chúng ta hẹp hòi, chúng ta cũng không thể nào đón nhận được những cái sự tha thứ, những cái ân sủng của Thiên Chúa. Trong gia đình của chúng ta thì cũng vậy. Nếu như là con cái, đứa nào mà ích kỷ, chẳng thể nào đón nhận được tình yêu của cha, của mẹ. Chỉ những đứa nào quảng đại, chỉ những đứa nào rộng rãi cũng sẽ đón nhận được những cái tốt lành của cha, của mẹ. Chúng ta tâm hồn nhỏ không giữ được tình yêu lớn. Chúng ta hãy tập sống quảng đại. Chúng ta hãy tập sống gọi là tốt lành với mọi người. Thì chúng ta cũng đón nhận được tình yêu của mọi người. Nếu mà chúng ta ích kỷ thì chúng ta cũng chẳng đón nhận được cái gì cả. Rồi câu thứ hai. Muốn hạnh phúc suốt đời thì hãy là người trung thực. Cuộc sống của chúng ta có lẽ là cái người mà chúng ta sợ nhất đó là sự giả dối. Mà đặc biệt là sự giả dối thì lúc nào cũng mang một cái hình ảnh đó là nó rất là thánh thiện. Con thì con cũng sợ cái điều này lắm, con rất là sợ cái điều này. Bởi vì mình là người đi tu, mình là một linh mục thì ít nhiều gì thì cái dáng vẻ bề ngoài người ta cũng vẫn nghĩ mình là một cái điều tốt. Thế thì nếu với một cái dáng vẻ bên ngoài mà tốt lành mà trong lòng của chúng ta lại là sự giả dối, không có trung thực, thì đấy là một cái sự lừa đảo. Thế thì chúng ta cũng cần phải tập sống trung thực ngay từ thuở nhỏ. Chúng ta cũng cần phải tập cho con cái phải là trung thực. Mẹ đưa cho 10 đồng đi ra chợ mua, nếu mà mua hết 9 đồng thì phải đưa lại cho mẹ 1 đồng. Rồi khi đưa lại cho mẹ 1 đồng, mẹ có thể cho 5 đồng. Thế nhưng mà có những đứa trẻ thì nó mua 9 đồng về nhà nó cũng nói với mẹ là con mua hết tiền rồi. Thế thì là có thể là lừa dối cha mẹ, không có trung thực với cha mẹ, lấy được 1 đồng, nhưng mà sẽ không đón nhận được 5 đồng nếu như nó trung thực. Một đứa trung thực có thể đón nhận được rất là nhiều, nhưng mà một người giả dối không có trung thực thì anh chỉ có thể lừa được những cái gì anh ta lừa được thôi, chứ anh ta không có đón nhận được cái gì cả. Muốn hạnh phúc thì hãy sống trung thực. Nếu chúng ta giả dối thì có lẽ là chúng ta đi theo Chúa, khởi đầu chúng ta giả dối là chúng ta rất lãi ngay. Cách đây mấy ngày thì có một cái chị đó, chị nói là chị đi lễ về thì chị nhặt được một cái bóp tiền. Thế thì với cái bóp tiền đó chị mở ra thì hình như cũng có mấy trăm ngàn thôi. Thế nhưng mà chị cũng không biết cái người đánh mất đó là, đánh rơi đó là.
Thế thì cả đêm chị cứ ấy nấy. Sáng hôm sau thì chị hỏi con, thì con nói là thôi thì mình không biết ai cả thì mình gửi làm bác ái hay là mình giúp cho cái người nào đó, thì chứ chúng ta không có sử dụng cái đồng tiền đó. Thế thì chị nói là con cả đêm con chẳng có ngủ được cả, con cãi nấy về cái số tiền này. Thì thôi thì cha nói như vậy thì con gửi làm bác ái chứ con không có sử dụng cái số tiền này. Muốn hạnh phúc thì hãy sống trung thực. Mặc dù sự trung thực, người ta cũng nói một câu là sự thật thì mất lòng. Thế nhưng mà thà mất lòng trong vợ chồng với nhau, ví dụ như là hai người lấy nhau đi, mà cô này thì ví dụ, còn ví dụ thôi nha, hai người lấy nhau mà cái người vợ trước đây đã có lần phá thai chẳng hạn. Thế thì cô nói cha ơi, bây giờ nếu con trung thực với chồng của con nói rằng con đã từng có thai với người yêu trước mà con đã phá thai thì chắc là chúng con sẽ bỏ nhau thôi. Thế thì nhiều người nói với con là thôi đừng có trung thực với chồng. Thế nhưng mà nếu mà không có trung thực thì chắc chắn là cô ấy sẽ cứ áy náy hoài. Cô ta không thể hạnh phúc. Phải đến khi nào cô ta có thể trung thực được với người chồng và được người chồng đón nhận thì lúc đấy cô mới có hạnh phúc thật. Thế thì con nói với cô ấy rằng là bao lâu con không trung thực với người chồng thì con cũng không thể nào hạnh phúc được. Thế nhưng mà nếu con trung thực với người chồng thì chưa chắc là anh ấy đã đón nhận được cái việc của con. Thế thì vấn đề là con cần phải cầu nguyện. Cần phải cầu nguyện, cần phải làm nhiều việc lành, cần phải cầu nguyện để xin Chúa cho chúng con có thể đến lúc chúng con có thể nói được cái sự thật này và chúng con cũng đón nhận, chấp nhận được cái sự thật. Thì khi ấy thì con mới có thể hạnh phúc. Muốn hạnh phúc suốt đời thì hãy là người trung thực. Đây là câu nói quyết danh. Rồi chúng ta tiếp theo câu số 3. Hãy quên đi những giờ phút thiếu thốn, nhưng chớ quên những gì thời khắc đó đã dạy bạn. Câu này rất là hay. Hãy quên đi những giờ phút thiếu thốn, nhưng chớ quên những gì thời khắc đó đã dạy bạn. Ví dụ, hai vợ chồng cãi nhau. Hai vợ chồng cãi nhau. Thế thì sau khi cãi nhau rồi, chúng ta quên đi chứ đừng có nhắc lại, đừng có nhai đi nhai lại. Hơi tí bảo đấy, ngày hôm qua anh chửi tôi. Ngày hôm qua anh chửi tôi. Nhắc lại, chúng ta quên đi những giờ phút thiếu thốn, tức là những cái giờ phút có thể là không hay không tốt. Hai vợ chồng cãi nhau, sau khi cãi nhau xong rồi thì chúng ta hãy quên đi, nhưng đừng có quên những gì thời khắc đó đã dạy bạn. Sau khi cãi nhau đập bàn đập ghế rồi nói xấu nhau, chúng ta thấy chúng ta cần phải rút ra được một cái bài học. Cãi nhau rồi, chửi nhau rồi, vết thương đó đến bao giờ mới lành? Cần phải có thời gian. Thế thì chúng ta hãy quên đi những cái thiếu thốn, quên đi những cái không hay, nhưng hãy nhớ, hãy rút ra được những bài học từ những cái hoàn cảnh đó, để rút ra được những bài học từ những cái hoàn cảnh đó. Đối với cá nhân con nha, thực sự thì nhiều khi thì cũng vui vui trong nhóm sinh hoạt của chúng con thì cũng có một cái chị này, thì chị nói chung là chị rất là nhiệt tình nhưng mà chỉ có cái là chị hơi mỏng. Thế thì nhiều người thì cũng cứ hay trêu ghẹo chị là hùng phi di động rồi thế này thế khác. Nhiều khi thì con cũng ăn theo, rồi con cũng nói như vậy. Thế thì có một lần thì con cũng nói trêu chị vậy đó, thì chị buồn, chị có một buổi sinh hoạt chị không có đến. Thế thì con còn hứa với lòng từ nay không bao giờ được phép gọi là lấy cái khuyết điểm của người khác để mà vui, để mà vui cười cười cợt trên những cái khuyết điểm của người khác, rút ra được bài học đó. Và cái chuyện không hay đó có thể là quên đi, mình không có nhắc lại, không bao giờ mình nhắc lại cái điều đó. Nhưng cái bài học rút ra từ cái việc không hay này, thì phải nhớ mãi, thì mình không bao giờ phạm lại lần thứ hai. Hãy quên đi những giờ phút thiếu thốn, nhưng chớ quên những gì thời khắc đó đã xảy ra. Có những hoàn cảnh, có những nghịch cảnh chúng ta đã xảy ra rồi thì chúng ta hãy quên đi, nhưng mà phải rút ra bài học. Bài học thì nhớ đời, bài học thì nhớ đời. Rồi chúng ta tiếp tục câu số 4. Hãy mang lại niềm vui cho người khác và bạn sẽ thấy niềm vui tạo ra niềm vui. Câu này thì tuyệt vời rồi. Chí Xu dạy chúng ta là anh em hãy xót thương người thì anh em sẽ được xót thương, vui với người vui, khóc với người khóc. Nên là cuộc sống này, ngày hôm qua thì con có chia sẻ một cái câu danh ngôn đó, nếu ai đó nói xấu bạn, nếu ai đó hiểu lầm bạn thì không cần phải giải thích. Người nào hiểu lầm chúng ta, người nào nói xấu chúng ta thì cứ tự họ sẽ phải
sẽ phải tìm câu trả lời. Cuộc sống này không phải là để giải thích, nhưng mà cuộc sống này là để sống, để làm những việc tốt. Thế thì chúng ta hãy cố gắng tập, hãy cố gắng tập làm nhiều điều tốt, hãy mang nhiều niềm vui cho người khác, thì cuộc đời của chúng ta sẽ vui. Đối với cá nhân con thì thường là có những ngày mệt mỏi nhé, nhưng mà khi ra tiếp khách không bao giờ con tỏ ra là mệt mỏi. Có những ngày buồn, không bao giờ tỏ ra ngày buồn. Luôn luôn mang đến những cái niềm vui, mang đến những cái tích cực cho người khác. Và khi chúng ta mang niềm vui, mang đến cái tích cực cho người khác, thì chúng ta cũng đón nhận được niềm vui, người ta cũng sẽ trao lại niềm vui cho chúng ta. Và đặc biệt là khi đi thăm các bệnh nhân, đi thăm những người nghèo, chia sẻ cho họ một tí thôi nhé. Cuộc sống của chúng ta đôi khi một tô phở cũng chẳng vui, thậm chí là một món quà chúng ta cũng xị ra chẳng vui. Thế nhưng mà đối với những người nghèo, một cái bánh thôi họ cũng vui. Và chính khi chúng ta chia sẻ cho họ, thấy họ vui, chúng ta cũng vui lây. Hãy mang lại niềm vui cho người khác, bạn sẽ thấy niềm vui tạo ra niềm vui. Hãy mang lại niềm vui cho người khác, bạn sẽ thấy niềm vui tạo ra niềm vui. Rất là hay ha. Rồi, chúng ta tiếp tục câu số 5. Hãy đợi đến đêm. Hãy đợi đến đêm mới nói rằng đó là. Hay là một cái câu gần gần như vậy, đó là 30 chứ phải là thế. Hãy đợi đến đêm mới nói rằng đó là một ngày đẹp. Ví dụ như là chúng ta đi thi, chúng ta được 10 điểm thì chúng ta vui thì cũng là chính đáng. Thế nhưng mà phải đợi hết năm học. Rồi trong ngày cưới của chúng ta cũng vậy. Trong ngày cưới chúng ta hết sức là vui, rồi chúng ta thốt ra những cái lời thề non hẹn biển, xem ra thì cũng đúng. Thế nhưng mà 5 năm, 10 năm nữa thì mới chắc. Chính vì thế nếu có vui thì cũng vừa phải thôi, bởi vì ngày mai nó có thể là khác. Và dĩ nhiên nếu có buồn thì chúng ta cũng chẳng phải là quá khó khăn, bởi vì ngày mai có thể khác. Thế thì với câu nói này, hãy đợi đến đêm mới nói rằng đó là một ngày vui, hay là hãy đợi đến đêm mới nói rằng đó là một ngày buồn. Đối với cá nhân con, nếu có một niềm vui, con tạ ơn Chúa. Và dĩ nhiên không quên cố gắng để niềm vui ấy được kéo dài. Thế nhưng nếu có một cái ngày buồn thì con vẫn cảm thấy là ngày mai có thể. Nếu hôm nay chúng ta có được một niềm vui, thì chúng ta đừng cứ nghĩ rằng là là như thế, ngày mai có thể. Nhưng mà nếu hôm nay chúng ta có một cái chuyện buồn, thì chúng ta cũng đừng vội thất vọng, bởi vì ngày mai có thể khác. Nếu như chúng ta có cố gắng, nếu như chúng ta có nỗ lực, hãy đợi đến đêm mới nói rằng đó là một ngày đẹp. Tức là thôi thì ví dụ chúng ta đi tham dự đám cưới chẳng hạn, thì chúng ta nói là thôi thì cha chúc cho vợ chồng chúng con được hạnh phúc ngày hôm nay được như thế này, thì thôi chúng con cũng cố gắng giữ gìn để cái hạnh phúc nó ngày mai nó phải là hạnh phúc hơn nữa, chứ không phải là cứ như thế này, ngày nào cũng như thế này. Hôm nay là ngày cưới thì là như thế này, nhưng mà ngày mai thì chúng ta cũng còn phải đi làm, rồi con cái nhiều cái nữa. Nên là cuộc sống là một hành trình. Niềm vui cũng là một hành trình. Và nỗi buồn cũng là một hành trình. Thế thì nếu là niềm vui, chúng ta hãy cố gắng gìn giữ và làm cho niềm vui ấy kéo dài. Và nếu đó là nỗi buồn, thì chúng ta cũng hãy cố gắng khắc phục để nỗi buồn ấy biến thành niềm vui. Đó là năm câu danh ngôn con xin được chia sẻ trong ngày hôm nay. Con xin được lược lại một chút đi, để chúng ta kéo chúng ta lại quên. Đây là lần đầu tiên con chia sẻ qua cái trình như thế này. Con cũng hy vọng mà chia sẻ như thế này thì quý ông bà và anh chị em vừa nhìn thấy con, rồi cũng lại vừa nhìn thấy con mà lại vừa nhìn thấy chữ nữa. Năm câu danh ngôn về lẽ sống ở đời. Năm câu danh ngôn về lẽ sống ở đời. Câu thứ nhất, tâm hồn nhỏ không giữ được tình yêu lớn. Ngạn ngữ Nga, tâm hồn nhỏ không giữ được tình yêu lớn. Rồi câu thứ hai, muốn hạnh phúc suốt đời thì hãy là người trung thực. Muốn hạnh phúc suốt đời thì hãy là người trung thực. Rồi tiếp tục câu số 3, hãy quên đi những giờ phút thiếu thốn, nhưng chớ quên những gì thời khắc đó đã dạy và hãy quên đi những giờ phút thiếu thốn, nhưng chớ quên những gì thời khắc đó đã dạy bạn. Tuyệt dành. Rồi câu số 4, hãy mang lại niềm vui cho người khác và bạn sẽ thấy niềm vui tạo ra niềm vui. Câu này của danh nhân Gip, hãy mang lại niềm vui cho người khác
hãy mang lại niềm vui cho người khác và bạn sẽ thấy niềm vui tạo ra niềm vui. Và câu số 5, hãy đợi đến đêm mới nói rằng đó là một ngày đẹp. Đây là câu châm ngôn. Hãy đợi đến đêm hay là 30 chứ phải là thế. Hay là phút 89 chứ phải là chiến thắng. 90 thậm chí 91, 92. Nên là nếu có vui thì chúng ta cũng hãy nghĩ rằng là nếu không gìn giữ thì niềm vui sẽ qua. Và nếu có buồn thì chúng ta cũng đừng có thất vọng. Bởi vì nỗi buồn cũng có thể biến thành niềm vui. Con xin hết lòng cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Con sẽ cố gắng hàng ngày chia sẻ lời Chúa và chia sẻ những câu danh ngôn để chúng ta cùng học hỏi sự khôn ngoan của những bậc danh nhân, và chúng ta cũng học hỏi lời Chúa để dẫn dắt đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.